Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Đến với bãi kiển Dũng Trằng ở Bình Thủy Cần Thơ. Hôm nay em xin giao lưu với anh em là một số cây mai chiếu thủy, cây me cũng bán thành phẩm này. Dưới bông trang và mai vàng, cây mai vàng thành phẩm. Cũng này để cho anh em chơi Tết ha. Bán giá cũng hữu nghị nha. Em cây này em bao ship nhưng em không có bao chậu nha. Em tặng chậu kèm theo thôi, nhưng mà chậu mà lỡ bể á, anh em cũng thông cảm nha. Chứ cái này thì chậu thì em không đảm bảo được, tại khi vận chuyển xa đó nó cắn nó bể. Thì em thì tay chi cây cành thì em đảm bảo được ha. Anh em lưu ý ha. Hoành 12. Hoành 12. Chiều cao là 32. Cao 32. Tàng ngang là 57. Rồi, cây có mã số là D1. Em giao lưu với cô chú anh chị là cây này là 600k thôi ha. Em bao ship toàn quốc trung nu nha cô chú anh chị. Cây này cây trung nu. Đó, lá trung. Đó, em xử lý ra hoa hết trơn rồi, hoa rất là nhiều. Đó, cây này một cốt khá là đẹp ha. Cũng tặng kèm theo cái chậu thôi chứ em không bao chậu nha cô chú anh chị. Hoành 26. Hoành 26. Chiều cao 26 luôn. Lỡ bể thì cũng anh chị thì mua chậu khác giúp em ha. Bông nhiều lắm nha. Cây mã số là D2, cũng là cây trung nu ha. Tạng trên này cũng khá là mịn nè. Đó, anh em về chơi Tết thôi. Để trên bàn làm việc hay gì đó, rất là thơm, thơm nhẹ. Rồi, cây D2 này giao lưu cô chú anh chị là 800k ha. Em bao ship toàn quốc. D3. À, cây nằm này vai cũng khá đẹp. Nhưng nó có lỗi cái nó có thẹo dưới này ha. Rồi, đó hoành em. Cũng khá là duyên đó, nằm trên hình chữ chậu chữ nhật. Hoành 14. Hoành 14. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Rồi quay sơ nhẹ cái. D3 à, cây đẹp lắm nha cô chú chị. Rồi, D3, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 700k ha, em bao ship toàn quốc 700. D4. D4. À. Cũng khá lớn ha. Cũng khá là đẹp. Rồi, hoành 17. Hoành 17. Chiều cao 33. Chiều cao 33. D4. Cây cũng khá, tương đối khá ha. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị cũng 700k ha. Em bao ship toàn quốc luôn, 700. D5. D5. À, cây này cũng khá, cũng một cốt. Trung 20. Trung nu nghe cô chú anh chị, trung nu nha. Cao 27. Cao 27. Bông thơm nghe cô chú anh chị. À, cây này là D5. D5. Rồi giao lưu với cô chú anh chị 600k thôi. Chậu chỉ kèm tặng theo thôi. Chứ em không có bao cái chậu nguyên vẹn cho cô chú anh chị ha. Khi về khi nó vận chuyển đó nó bị hơi bị cắn bể. Vận chuyển này hên xui lắm cô chú anh chị ơi. Hoành 22. Hoành 22. Chiều cao 27. Chiều cao 27. Còn cây cành chi thì em đảm bảo với cô chị em đóng khung cẩn thận lắm. Mã số là D6. Rồi cây này cũng giao lưu với cô chú anh chị 600k thôi nha. Em bao ship toàn quốc luôn. 600. D7. D7. Sắp thế tự như Linh. Chi tay đều chân nha cô chú anh chị. Hoành 15. Hoành 15. Chiều cao 32. Chiều cao 32 nó chi tay rất là đẹp. Mã số D7. D7. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 700k ha. Bao ship toàn quốc 700. Bao ship không bao chậu nha cô chú anh chị, em chỉ tặng thôi. Chậu tặng kèm theo thôi. Hoành 27. Hoành 27. Chiều cao là 27 luôn. Chiều cao 27. Đó. D8. D8. Cây này cũng tương đối đẹp ha. Nó quay từ thôi. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị cũng 600k thôi ha. Bao ship toàn quốc luôn 600. D9. D9. Cây năm thân này cũng khá đẹp nha quý anh chị. Hoành 40. Hoành 40. Trung nu nha. Chiều cao 23. Xử lý ra hoa hết rồi nè. Về là nhiều ha. Về là bông rất là thơm, để bàn rất là thơm. D9 rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 700k rồi ha. 700. D10. D10, đây cũng là cây trung nu ha. Cây một cốt khá là đẹp. Hoành 18. Hoành 18. Chiều cao 37. Hoa rất là nhiều, rất là thơm, xử lý ra nụ rất nhiều luôn ha quý vị. D10. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 700k ha. D10 700. Tiếp theo là lume. Rồi, tiếp theo là tới em lume ha. Cây quá dị cà na luôn ha. Em đồ cũ nha. Quá dị cà na luôn. Rồi, đâu anh đi. Rồi. Hoành là 24. Hoành 24. Không sao, cài đi. Chào đón đâu đây. Có tiếng đâu, có tiếng. Tắt đi, tắt đi. Rồi, tiếp theo là cây D11. D11 ha, cây me rất là quái. Này quái tới, dị cà na luôn. Này tới lume nha cô chú anh chị. Em đo cũ ha, hoành 25. 25 hoành. Chiều cao là 30. Chiều cao 30. D11. D11.
Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 700k ha. Cây này quái lắm, 700. D12. D12. À. Đó, cây này cũng khá là quái. Mini khá là đẹp. Me này qua năm là có trái nghe cô chú anh chị. Hoành 13. Cành già hết trơn rồi. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Rồi, mã số D12. D12 rồi, giao lưu với cô chú anh chị là 500k thôi. D12 500. D13. D3 cái cũ này quá trời cái cũ luôn cô chú anh chị ơi. Cũ quá vậy. Quá vậy luôn. Hoành 24. Hoành 24. Chiều cao là 37. À, chi tay đều hết rồi. À, sang năm là trái ra là rất là đẹp luôn. Mã số D13. D13 rồi, giao lưu với cô chú anh chị là 700. D13 700. D14. Ồ, cây cũ. Cây nào cũng cũ dữ dữ không à. Hoành 23. Hoành 23. Chiều cao là 34. Chiều cao 34. D14. D14. Rồi, giao lưu với cô chú anh chị là 500k thôi. 500k. Này em nhắc lại là chỉ là tặng chậu không bao chậu ha. Em chỉ tặng cái chậu kèm theo thôi, lỡ bể thì cô chú anh chị cũng thông cảm nha. Vận chuyển khi nó bị cắn á. Hoành 20. Còn tay chi cành thì em đảm bảo cho cô chú anh chị. Chiều cao 34. Đó, cây này lọc non ra quá trời đẹp quý anh chị ơi. Rồi, giao lưu với cô chú anh chị là 600k ha. D15 600. D15 600. D16. D16. Ồ, cây này hình thú á. Có cũng ghế gầm quá là quá vậy cà na luôn. Hoành 16. Hoành 16. Cao 32. Cao 32. Này cô chú anh chị về vô chậu chữ nhật đẹp lắm ha. Rồi, C16 ha. D16. Rồi, giao lưu với cô chú anh chị là 600. Bao ship toàn quốc luôn. Quá rẻ luôn. D17. À. Thế không sao đâu anh. Bài gì? Bài xem mà. Hoành 24. Hoành 24. Chiều cao là 37. Chiều cao 37. D27. Rồi, giao lưu với cô chú anh chị là 700k. D27 700. D17. D17. Lộn. D18. Rồi, tới cây D18. Ở cái cũ. Em đo cũ nghe cô chú anh chị. Hoành 17. Hoành 17. Chiều cao 35. Chiều cao 35. D18. Rồi, giao lưu với cô chú anh chị là 600k. D18 600. D19. D19. Cây cũng khá đẹp. Cũ rồi. Cũ đẹp lắm ha. Hoành 26. 26 hoành. Chiều cao là 44. Chiều cao 44. D19. D19. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 700k ha. D19 700. D20. D20. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 35. Chiều cao 35. Anh thông. D20. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 700k ha. 700k em bao ship toàn quốc. D21. Rồi, D21. Ồ, cây bông trang luôn. Cây quá dị cà na luôn ha. Hàng dữ nha cô chú anh chị. Hoành lớn nhất nha. 19. 19 hoành. Chiều bay là 95. Chiều bay 95. Này em đo được kính thôi, được kính bầu là 40. Kính bầu 40. Trang đỏ nó nhỏ ha, cây cực kỳ già. Cái mấy nhánh này là liền với nhau nè, nó đang rễ nhau á. Liền với nhau ha. Chung cũng khá là quái. Cây quá dị luôn ha cô chú anh chị. Cây một cốt khá khủng ha. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 3,5 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn. D21. D21. Rồi, D22. Nguyên cụm trang đỏ lá nhỏ không cô chú anh chị? Rồi, đâu hoành nha. Này đo hoành nguyên cụm trước là 76. 76 hoành. Đo thằng lớn nhất. Thằng này là 16. 16. Chiều cao. Chiều cao là 44. Chiều cao 44. Ồ, trang đỏ nó nhỏ ha. D22. D22 này nguyên cụm nó liền lạc nhau nè ha. Đó, quay từ từ cho cô chị xem. D22. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 2,5 triệu ha. 2,5 triệu. D23. D23. Nguyên củ tỏi luôn. Hình thú ha. 28. 28 hoành. Chiều cao 26. Cái này là liền một củ ha cô chú anh chị. Này liền một củ ha. Đó, mã số D23. D23. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu ha, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, D24. Cây cuối cùng. Cũng là cây mai cuối cùng ha. Cây mai này người ta nuôi chậu cũng lâu rồi ha. Đế tương đối khá đẹp. Đế đẹp lắm ha cô chú anh chị. Hoành 28. Hoành 28. Đế thì bao đẹp luôn. Cao 50. Cao 50. Cái này thì nụ bông thì người ta nuôi như cái nhà chủ nhà ta nuôi á. Nên bông nụ bông nó không có được nhiều ha. Nè, cũng có bông.
À, cũng chơi được thôi chứ mà nụ bông thì nó không có nhiều. Quay bồ đế cho mình xem cái này. Rồi em quay bồ đế ha. Đều ha. À, đế cũng tương đối khá. Đế đẹp lắm nha cô chú anh chị. Rồi. À. Chi tay đều hết ha. Này mình nuôi lại năm sau. Rồi mã số đen 4 ha. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu ha. Này không có bao chậu nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Cái này không bao chậu ha. Đó, đều để lực lắm. Cái này lực. Về nuôi năm sau là lên tiền lên tiền chị. Rồi xin chào cô chú anh chị ha, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau.